Kính thưa quý vị, thí sinh Cao Bá Thông đã vượt qua được vòng live auditions một cách khá dễ dàng. Thế thì ở trong vòng bootcamp này, Cao Bá Thông đã chọn bài hát gì để có thể đưa mình đi tiếp vào vòng tứ kết? Dạ, chào chị. Thì ca khúc tiếp theo em chọn là một ca khúc khá là lâu rồi. Ca khúc được mang tên là Kiếp Về Sau. Và tuy là nó là ca khúc lâu nhưng mà em nhờ sự phối hỗ trợ của các anh ban nhạc đó, cho nó một cái màu sắc mới. Đó là màu sắc của Bossa Nova. Thì để mang một cái gì đó tự tin hơn so với các những cái bài khủng của các thí sinh khác. Chị đọc cái biography em chia sẻ thì em có chia sẻ là trước giờ là em là music producer cũng như là em giúp cho các ca sĩ khác thực hiện những cái music video của mình. Thế nhưng lần này là cái lần đầu tiên mà em quyết định thử sức mình trong một cuộc thi ca hát để theo đuổi đam mê ca hát của mình. Tại sao em lại chọn V-Star để thực hiện đam mê ca hát của em? Thì em nghĩ đây là một bàn đạp rất là tốt cho cái sự bắt đầu của em. Và em nghĩ là không những riêng em đâu mà ai cũng vậy. Chị chúc cho em thật là nhiều may mắn để em có thể thuyết phục tất cả các vị giám khảo đưa em đi tiếp vào vòng tứ kết của cuộc thi nhé. Kính thưa quý vị, xin mời quý vị cùng đến với phần dự thi của thí sinh Cao Bá Thông với Kiếp Về Sau. Một ngày em đến đàn chim én chim chim một cười là đời anh bớt mệt nhoài hát giọng cho kiếp về sau. Anh biến nơi nào ngày chia ly không còn gì trong tay, chỉ còn nỗi nhớ với anh suốt đêm dài. Có con sóng ngoài khơi tràn vào thuyền anh cuốn đi rồi, những ước mơ trong đời. Ngày chia tay anh một đời gieo phong, một lần sau cuối cho anh thấy mặt người. Cuộc sống vẫn tiếp nối vắng xa nhau, anh sống vô trường. Còn gì đâu khi dòng đời chia hai, chỉ còn nước mắt mong anh đến muôn đời. Những đêm tôi triền miên còn một mình anh tiếng thương hoài, những ước mơ trong đời. Xe đâm không cần toàn tính nghĩ suy làm chi, anh yêu em sao chua xót lãng quên tháng năm. Tại sao mà chị rất là excited, rất là hứng thú là bởi vì lúc mà chị nghe nói là cái bài hát Kiếp Về Sau, chị mới nói trời, cái bài này nó không có một cái gì cao trào hay nó không có một cái gì để mà phô trương giọng hát mà sao em nó lấy nữa hả? Chị hơi lo ngại cho em. Nhưng mà khi em ra với một cái bản hòa âm như thế này, với cái cách hát lúc đầu vô em run lúc đầu như vậy, rồi nhất là cái nhịp của em rất là chắc. Chị tưởng là em rớt nhịp mà rốt cuộc em không có rớt. Mọi người nhìn nhau hết hồn. Và Hà tưởng là em rớt nhịp, Hà cũng định đánh nhịp cho em. Thế rồi, rớt rồi, em rồi không... lấy lại đấy. Nhưng mà khéo léo vô cùng, rất là khéo léo. Chắc cao độ rồi, đang bận nuốt rớt miệng. Em cũng hồi đầu chọn bài này em cũng lo lắng như chị Tuyết vậy đó em. Lúc mà tập, chẳng lẽ mình hát original thì nó không có gì để phô, không có gì để show giọng. Cái lúc mà tập thì nhờ mấy anh ban nhạc này đã hỗ trợ em hết mình. Và em nói thử, anh mấy anh làm thử Bossa Nova cho em thử. Và cái... có những cái dằn cũng rất là khó. Nếu mà loạn trạng là sẽ rớt liền. Nhưng mà em đã không có lọt ra khỏi cái đó. Đó là một cái điều chị rất là mừng. Và somehow cái cách hát của em, cái style của em, everything nói về cái bài hát này chị rất thích. Em cảm ơn chị.
Mời quý vị đến xem V-Star Season 5 live tại Rạp Sài Gòn Performing Arts Center. Vòng tứ kết vào ngày 17 tháng 10, vòng bán kết vào ngày 21 tháng 10, vòng chung kết vào ngày 26 tháng 10 và lễ trao giải vào ngày 28 tháng 10. Vé có bán tại trung tâm Thúy Nga 714-894-5811.